Hôm nay tớ muốn nói với các bạn là tớ thì đi làm đi hát họp, đi làm như kiểu làm 3-6 bộ các loại nghề đây, tớ đi làm để có lương với các kiểu, ví dụ làm đi hát hoặc là đi làm công nhân hoặc là làm công ty nào đó, phiên dịch hoặc tổng giám đốc hoặc giám đốc ấy, hoặc tổng thống ấy, người ta được phát cấp phát nhà riêng. Thế tớ có một cái nhóm xã hội đen nó bắt cóc con tớ, thì nó bắt tớ là phải trả tiền pay money cho chúng nó 3 năm nay rồi, mà nó mấy lần nó bắt tớ giao tiền bạc khi đồ đạc với các kiểu, mang tiền mang đồ những thứ nó yêu cầu đến cần nhà cửa đất cát các kiểu, giấy tờ đôi khi ăn cắp cả máy in tiền của tớ, na đến đấy thì nó không giả con mà đánh tớ. Xong bây giờ nó thuê cả một nhóm sát thủ gọi định vị sóng não của tớ, bắt tớ phải nói chuyện nó, xong là nó định vị sóng não tàng hình đến chém tớ. Các bạn, hôm qua tớ trên đường về dưới Hải Phòng, tớ đi làm bản thảo với cả họp công ty dưới đấy thì tớ bị chúng nó tàng hình đi theo xe máy, xong là đâm tớ ngã tại cầu Tiên Cựu bạn ạ. Mà ngày xưa cho đấy là chúng nó tàng hình, nó tông vỡ tay con tớ ra. Và tớ nói như này, tớ đi thuê nhà bây giờ các bạn nhìn người ta được cấp phát nhà chưa, cứ khi nào tớ bước chân về nhà thì nó cho người đến đánh bom mìn hoặc là kích nổ nhà tớ, hoặc là tớ đi công tác ở xa tớ ngó xu nhà dân hoặc là chủ nhà không cho tớ thuê nhà, hoặc đứng chặn cửa thì chém tớ không cho tớ vào nhà, mắt tớ phải ngủ ở vỉa hè hoặc công viên, với làm để điện thoại tay nó hành thích tớ, sát phạt tớ đấy, hành thích tớ dùng ngủ ở vỉa hè thì công an bảo vệ nó sẽ vào hành thích rồi, hoặc là nó hút hết quyển thuật xong gây sự chém tớ. Mà bây giờ nó giả vờ hiếp dâm xong đấm chết tớ, tớ không đồng ý, bắt đầu tớ cứ đi thuê nhà tớ mang tiền hoặc là mua đất cát nó không cho thuê, nó xu chủ nhà đuổi tớ ra xong chém tớ, đất tớ mua bằng phân tay thì đến nó kích đổ nhà, xong nó dọa chém tớ thì tớ gọi công an đến nó chạy, cứ lúc tớ ngủ thì nó đến nó hành thích, xong rồi gọi công an đến nó chạy. Các bạn bây giờ bạn thử hỏi xem bây giờ một người còn đàn bà sống khổ như thế, con thì bị bắt cóc mà tớ đẻ 3 ngày, nó bảo tớ bẻ răng để cho con tớ được sống, thế bây giờ nó bắt con tớ đến không nuốt lời hứa, nó mang tớ mang tiền vàng mấy những thứ nó yêu cầu đến đất cát nhà cửa một giấy tờ, hoặc đôi khi nó mà đòi cả máy in tiền, xong bắt con tớ nó không có giả. Thế xong bây giờ nó còn thuê sát thủ định vị sóng não của tớ, tớ ở đâu đến chém tớ đi thuê nhà dân, người ta phải ở trong nhà mưa gió hoặc là con đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đấy, nó bắt tớ không được vào trong nhà ngủ 3 tháng nay, nằm ở ngoài đường từ năm ngoái đến năm, con tớ bị tóc đến giờ tớ cứ phải ngủ ngoài đường thôi, nó bảo ngủ trong nhà nó bảo nó đâm chết con tớ ở nhà, mà nó không cho tớ ngủ ngoài đường, à nó không cho tớ ngủ trong nhà, nó bắt tớ phải ngủ ngoài đường các bạn ạ. Tớ đi mang tất cả yêu thứ yêu cầu, nó đồ đất cát nhà cửa, máy in tiền của tớ còn ấn tín máy in tiền của tớ đấy, xong là đồ đạc các cửa mang đến ra cho nó thì nó nhận, xong nó không giả con tớ, nó đánh xong nó bắt tớ con tớ phải ngủ ngoài đường vỉa hè. Tớ cứ đi thuê nhà, bắt đầu đứng trước cửa nhà nó chặn cửa không cho ngủ các bạn. Bây giờ cuộc sống rất là khốn khổ, công an bó tay rồi, bây giờ các bạn thấy chúng nó khốn nạn không, nó còn giả vờ hiếp dâm, nó giữ nhân thể để tông chết con người ta nữa.